À vâng, và vườn mai chết chè bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, vườn mai nhà em được 3 cây cúc cam nha. Cúc cam này là cúc cam đã gần 2 mùa rồi nha cả nhà. Thì cây cái tán của nó là rất sum xuê rồi. Cái này về lấy bo và chơi Tết thì rất là ok nha. Đây em sẽ quay cho cả nhà xem. Rồi đây. Rồi đây em sẽ quay cho cả nhà nha. Cây nó sum xuê. Rồi cây rất là xum xuê, nhẹ nhẹ từ từ thôi, từ từ cho khách xem nha, nhẹ nhẹ thôi cưng, từ từ. Rồi cây này thì em bán với giá là 900.000 nha, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Thì cúc cam này á, cái màu cam của nó rất là lạ nha cả nhà, cam của nó là cam cà rốt và cam tươi nha. Cái này Tết thì ai muốn sở hữu cho mình một cây mai để trưng Tết á mà nó có cái màu lạ như thế này thì hãy chọn cây cúc cam nha. Rồi đây cây số 1 này em bán với giá là 900.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Và tiếp theo là cây số 2. Đây, cây số 2 thì cái bộ đế là đế dáng bay nha, đế nằm rất là đẹp luôn. Rồi, đây cây này nó cũng rất là xum xuê nha, cũng rất là xum xuê. Em sẽ quay cho cả nhà xem ha. Đó. Rồi. Cây này thì em bán với giá là 700.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Cái này về chúng ta lấy bo và chơi Tết thì rất là ok ha. Đây là cúc cam nha cả nhà. Đây là cây số 2 giá 700.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Rồi tiếp tục là cây số 3. Đây là cây số 3 nha. Nói chung cái lô này rất là xum xuê luôn nha cả nhà. Cây có cái dáng nằm đây như hình thú đó. Đó, nhìn rất là đẹp luôn ha. Rồi, cây này thì em bán với giá là 850 thôi. Em sẽ bao phí ship cho cả nhà luôn nha. Bên em đang chuẩn bị khai trương một cái cơ sở chuyên cung cấp các loại mai quấn rễ và các cái loại mai giống mới lạ ha. Cho nên là em tri ân khách hàng nha. Mong được một sự ủng hộ của mọi người nha. Cây này em bán với giá là 850.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Rồi, đây là 3 cây cúc cam, mong được sự ủng hộ và theo dõi của cả nhà. Xin cảm ơn.